các nhóm thực vật, có thể, chưa có thể thân lá thực vật hầu hết sống ở nước. Tảo thân không phân nhánh, chưa có rễ chính thức. Rêu, đố em đây là cây gì? Dùng trang trí các lãng hoa thường thấy ở chân tường, bờ ruộng. Nó có ảnh chụp như sau. Tiết 44 bài 39 quyết cây dương sĩ. Quyết là gì? Quyết là tên gọi chung của một nhóm thực vật, trong đó có cây dương sĩ sinh sản bằng bào tử như rêu, nhưng khác rêu về cấu tạo cơ quan sinh dưỡng và sinh sản. Vậy chúng ta hãy xem sự khác nhau giữa cây dương sĩ và rêu như thế nào. Tôi đi tiêu đề 1. Quan sát cây dương sĩ. Cây dương sĩ thường sống ở đâu? Sống nơi ẩm ướt và râm mát như ven bờ tường, ven bờ ruộng, dưới tán cây rừng. Xác định các bộ phận trong cơ quan sinh dưỡng của cây dương sĩ. Rễ, thân, lá. Giờ ta đi phần A là cơ quan sinh dưỡng. Dương sĩ, rêu. Giờ tôi so sánh đặc điểm bên ngoài của dương sĩ với cây rêu. Giờ cơ quan sinh dưỡng của nó gồm có rễ, thân, lá, mạch dẫn. Ở rêu thì có rễ giả, ở cây dương sĩ thì có là rễ thật. Thân ở cây rêu thì nhỏ, không phân nhánh. Dương sĩ hình trụ nằm ngang. Lá của rêu là nhỏ, mỏng. Dương sĩ lá già, có cuốn dài, lá non, cuộn tròn ở đầu. Rêu mạch dẫn chưa có. Dương sĩ mạch dẫn đã có mạch dẫn chính thức. Tóm lại là giống có rễ thân lá khác. Dương sĩ cấu tạo phức tạp, rễ thân lá thật, có mạch dẫn. Rêu cấu tạo đơn giản, chưa có mạch dẫn. Từ bản so sánh, ta có thể rút ra kết luận dương sĩ có cấu tạo phù hợp với môi trường nào. Dương sĩ có cơ quan sinh dưỡng cấu tạo phức tạp phù hợp với môi trường cạn.
thân rễ nằm ngang, lá già có cuống dài, lá non đầu cuộn tròn, có mạch dẫn ở rễ thân lá làm chức năng vận chuyển các chất. B. Về hình thức sinh sản của dương sĩ. Một cái lá, về cái hình thứ hai, mặt dưới lá có của dương sĩ có đặc điểm gì? Đốm nhỏ màu nâu, chứa túi bào tử. Quan sát hình 1, 2, 3, tôi vẽ là nhìn thấy đó. Đốm nhỏ chứa túi bào tử. 1, túi bào tử với vòng cơ bào tử nguyên tản cây dương sĩ con, cây dương sĩ trưởng thành. Dương sĩ sinh sản bằng bào tử, cơ quan sinh sản là túi bào tử. Có thể em chưa biết dương sĩ có vai trò gì đối với con người. Các nhà khoa học đã tìm thấy rằng loài dương sĩ có tên có thể hút arsen có chứa trong nước, làm giảm độ arsen gần 100 lần trong vòng 24 tiếng. Trồng cây dương sĩ để tạo đất làm tăng chất mùn, hấp thụ kim loại nặng trong đất. Lông của cây, lông cây cu ly có màu vàng dùng để cầm máu. Vết thương còn thân dùng làm thuốc. Cây đau bợ có thể dùng làm thuốc chữa bệnh sỏi thận. Vai trò của dương sĩ làm cảnh, hãy chú thích các bộ phận của cây dương sĩ. Lá già, lá non, thân, rễ, bài hôm nay đã xong, giờ ta đi sang cái phần củng cố. Giờ tôi đi vào cái sơ đồ để chúng ta tóm tắt lại các bài này ha. Quyết cây dương sĩ. Quyết cây dương sĩ. Quan sát cây dương sĩ sống nơi đất ẩm, đã có thân lá rễ và mạch dẫn, sinh sản bằng bào tử. Bào tử mọc thành nguyên tản sau thụ tinh, thì cái học
bài và làm bài tập đọc mục em có biết, xem trước bài Hạt Trần Cây Thông.